Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Chữa bệnh bằng mẹo dân gian. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào các bạn nhé. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn biết về cái cách một cách nữa trị hôi lách, đó là bằng củ gừng và lá trầu không nhé. Đây, hai thứ này chúng ta kết hợp vào với nhau thì sẽ tạo được thành một cái hỗn hợp để chữa trị được cái triệu chứng hôi lách của chúng ta. Thế thì cách thực hiện như sau, các bạn sẽ chuẩn bị cho tôi một củ gừng như thế này. Chúng ta có thể tùy ý là một củ to như này hoặc không thì chúng ta sẽ bẻ ra thành từng nhánh này, một củ nhỏ như này thôi ạ. Đó, và chúng ta sẽ chuẩn bị cho tôi khoảng tầm 5 đến 7 lá trầu không như thế này. Thì lá trầu không các bạn lưu ý là các bạn không nên để cho nó bị rách nhé, hoặc là nó bị màu ngả vàng. Lá trầu không của chúng ta nó sẽ như thế này, màu nó phải đạt cái độ là xanh bóng như thế này nhé. Đó, bây giờ tôi sẽ thực hiện cho các bạn xem cái cách dùng hỗn hợp này. Thì bây giờ cái củ gừng này các bạn sẽ mang vào và các bạn sẽ rửa sạch. Đây, rửa bằng nước sạch thật sạch đi. Lá trầu không cũng vậy, lá trầu không các bạn cũng rửa cho thật sạch sẽ đi nhé. Sau khi các bạn rửa sạch sẽ hai nguyên liệu này rồi thì tôi sẽ thực hiện cho các bạn xem. Các bạn sẽ gọt vỏ, đây, gọt vỏ củ gừng này đi. Đó, sau khi mà các bạn rửa sạch và chúng ta đây đã gọt vỏ sạch rồi thì các bạn sẽ thái ra như thế này để chúng ta cho vào cối giã cho nó dễ nhé. Các bạn cho vào cối này, chúng ta cho một ít một vào cối này. Đó, chúng ta sẽ giã nhé. Là chúng ta sẽ có được cái nước cốt gừng rất là đậm đặc luôn. Đấy, tôi sẽ chắt nhé. Ra cái nước này ra ngoài bát này. Các bạn có thể vẫn vắt được một lần, rất nhiều lần nữa. Đó. Các bạn sẽ lấy một cái miếng vải nhé. Các bạn tận dụng thì các bạn sẽ lấy một cái miếng vải. Chúng ta sẽ cho cái miếng những cái bã gừng này vào trong cái miếng vải đó và chúng ta sẽ vắt lấy nước cốt đó, rất là tuyệt vời. Đó là xong cái gừng. Bây giờ tôi lại cho lá trầu không này vào trong cổ, chúng ta lại giã tiếp này. Đây, lá trầu không đã giã xong rồi các bạn nhé. Các bạn lại cho một chút nước nữa, cũng cho một chút nước nữa nào. Sẽ khuấy đều lên. Nó sẽ có được một cái nước cốt lá trầu không. Đây, và lúc này các bạn cũng lại chắc ra một cái bát. Hai cái nguyên liệu này các bạn đã làm xong rồi thì các bạn sẽ đổ lẫn hai cái nước cốt này vào với nhau và chúng ta sẽ hòa. Đó, chúng ta sẽ lấy tay hòa. Và chúng ta được một cái dung dịch hỗn hợp, đó là nước
lá sầu không và nước gừng tươi. Các bạn sẽ rửa sạch lát nách đi và chúng ta sẽ bôi cái dung dịch này vào trên nách. Các bạn để khoảng tầm 20 phút sau khi các bạn thoa vào trong lách của chúng ta thì các bạn để tầm khoảng tầm 20 phút sau thì các bạn sẽ rửa lại. Đó. Và các bạn nên thực hiện làm cái phương pháp này 1 tuần 2 đến 3 lần để cải thiện được cái tình trạng hôi lách của chúng ta. Đó. Các bạn sử dụng cái nước cốt gừng hòa trộn với lá trầu không để rửa sạch vùng lách cũng là cái bí quyết mà giúp bạn chữa hôi lách rất là hiệu quả. Đó, cái phương pháp này rất hiệu quả các bạn nhé. Đặc biệt là các cái dưỡng chất trong củ gừng có khả năng nó khử mùi rất là hiệu quả và giúp bạn sẽ kiểm soát được cái tuyến mồ hôi của mình tốt hơn. Tôi xin lưu ý một cái số lưu ý khi mà các bạn trị hôi lách bằng lá trầu không và củ gừng. Mặc dù lá trầu không nó có thể đã cải thiện được cái tình trạng hôi lách đến 80%. Thế nhưng mà khi áp dụng những cái cách điều trị như trên ý, ví dụ như phương pháp này ạ, thì các bạn cần chú ý một số vấn đề sau để cái kết quả điều trị nó sẽ sớm mang lại hiệu quả cho các bạn nhiều hơn. Đó là các bạn sẽ lựa chọn cái lá trầu không non hoặc là không có chứa nhiều với chất nhựa ở cuống, đồng thời hạn chế những cái lá bị sâu, rách, dập lát, ngả vàng. Với những cái phụ nữ mới sinh ạ, thì các bạn chỉ nên áp dụng một lần trên một tuần thôi. Đó. Và tuyệt đối không được lạm dụng quá nhiều để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Các bạn cẩn thận là không được làm chảy xước cái vùng da ở lách nhé. Nếu mà tình trạng chảy xước nó sẽ gây ra viêm nhiễm và tạo cái điều kiện thuận lợi để các cái vi khuẩn ở dưới lách nó tấn công và khiến da của chúng ta nó bị viêm. Và một cái điều lưu ý nữa là khi mà các bạn dùng cái phương pháp này thì các bạn có thể tham khảo, lên tham khảo ý kiến của bác sĩ xem là chúng ta dùng cái phương pháp này nó có được hay không. Vâng, và tôi cũng vừa mới chia sẻ với các bạn về cách là chữa hôi lách bằng củ gừng và lá trầu không là như vậy. Đó. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên sẽ giúp cho quý vị có thêm cho mình những cách chữa bệnh bằng mẹo dân gian. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy like video này nếu thấy hay, đăng ký và theo dõi kênh để cập nhật những video mới miễn phí hay nhất đến từ chúng tôi nhé. Chúc các bạn mạnh khỏe và bình an.